Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan là Nhật. Hôm nay xin giới thiệu cho các bác một mẫu đồng hồ nơi đây. Em nơi đây này thì là dòng cơ 30 ngày mọi người nhé. Khá là lâu rồi mới về được một em cơ 30 ngày mà đẹp như này. Vì trước thì cái kiểu dáng như này thì về được em 14 ngày. Thì hôm nay lại về em 30 ngày của Nhật nội địa. Có 7 chân kính này, 7 dây queo này. Cái mặt số của nó cũng khá là lạ bởi các chỉ số đây người ta làm này 1 2 3 4 này. Khá là lạ so với những cái chiếc đồng hồ trước người ta từng thiết kế. Rồi cái cột này làm xoắn này. Rất là tinh tế. Họa tiết cổ hơi hơi thiên hướng cổ một chút, họa tiết pháp lam. Nó giống như làm như kiểu những cái đồng hồ châu Âu ngày xưa ấy. Châu Âu của Pháp rồi các họa tiết hoa rất là điệu đà. Phần đằng sau đây mình sẽ lên dây cót ở đằng sau đây mọi người nhé. Lên dây cót thì mình chỉ vặn theo chiều kim đồng hồ. Đây có cái mũi tên, người ta sẽ chỉ dẫn cho mình làm sao để lên dây cót. Mình lên vừa vừa tay, không cần lên lên cứng quá mọi người nhé. Mình lên vừa đủ là được. Khoảng người ta ghi 30 ngày thì khoảng tầm 28 ngày mình sẽ lên cót lại một lần. Cái nút cộng trừ này là nút làm chỉnh khi mà đồng hồ mà chạy nhanh hơn thì mình sẽ ấn lùi về dấu trừ, còn chạy chậm thì mình sẽ nâng lên nút dấu cộng để làm sao cho mình chỉnh đúng giờ nhất, cho đồng hồ chạy chuẩn nhất, bởi vì là đồng hồ cơ thì nó sẽ luôn luôn có cái nút chỉnh cộng trừ như vậy. Ở phần bên trên này, cái đồng hồ họ thiết kế theo kiểu dáng khải hoàn môn, bốn trụ cột rất là đẹp. Phần trên phần dưới cũng nhiều bác sưu tầm kiểu đồng hồ như này, nhưng mà shop thường về cái thì có thể là bán luôn, không đăng. Còn em này thì vừa về thì em quay cho shop và cho các bác tham khảo ở phần bên trên web cũng như là Facebook để mọi người biết được cái mẫu ND đây nó rất là đa dạng, cái kiểu dáng cũng như là màu sắc hay là kích thước của đồng hồ. Vừa rồi thì shop Sơn Japan đã giới thiệu cho các bác một em đồng hồ ND đây 30 cót 30 ngày 7 chân kính. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan hàng Nhật hoặc là truy cập website hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất tại shop. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.